Xin chào các bạn, Hà Thương rất vui khi luôn được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin hàng ngày của Knews 24 giờ. Và hôm nay có những thông tin gì đáng chú ý mà không thể bỏ qua. Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé. Fan cuồng luôn luôn là nỗi ám ảnh của các idol K-pop và ngày càng có nhiều fan hâm mộ quá cuồng nhiệt đến mức không ngại ngần quấy rối thần tượng K-pop bằng nhiều hình thức, bắt đầu từ những câu nói vui vẻ bông đùa cho đến hành vi xuồng xã ngoài đời thật. Dường như những giới hạn về đạo đức làm fan ngày càng bị lu mờ và khó kiểm soát hơn. Mang camera siêu nhỏ để quay lén. Để rút ngắn khoảng cách giữa thần tượng và fan, các công ty quản lý thường xuyên tổ chức những event như fan meeting, fan sign nhằm tạo điều kiện cho fan gặp gỡ, xin chữ ký và giao lưu với nghệ sĩ. Tuy nhiên, nhiều fan cuồng đã lợi dụng những dịp này để mang vào những sự kiện những chiếc camera siêu nhỏ gắn trên kính để chụp lén hình. Nạn nhân thường là những idol nữ nổi tiếng. Không ít lần những kẻ gian này đã bị bắt tại trận bởi chính những idol có đôi mắt cú vọ. Cô nàng Yerin của GFriend là một trong số đó. Một fan nam đã bị cô nàng tóm sống, chiếc camera ẩn mang vào fan shy. Đáng chú ý ở chỗ fan shy là nơi công ty đồng ý cho fan mang theo máy quay phim thông thường để chụp ảnh, nên việc sử dụng những chiếc camera siêu nhỏ thế này chắc chắn chủ sở hữu của nó có mục đích không tốt. Tấn công ở sân bay. Đây là hình thức quấy rối tình dục bị phê phán nhiều nhất hiện nay và cũng là phổ biến nhất. Thần tượng K-pop thường xuyên phải di chuyển qua các nước, nên sân bay là nơi họ hay xuất hiện. Fan cuồng sẽ mua thông tin chuyến bay, sau đó túc trực sẵn ở sân bay nơi thần tượng sẽ đến. Nhiều trường hợp một số fan không thể kiểm soát được hành vi của mình, nên đã có những hành động không đẹp như cào cấu, sờ soạng vào bộ phận nhạy cảm, giật tóc thần tượng. Hiện nay, đây không phải là chuyện hiếm gặp. Chính vì những lần quấy rối như vậy đã khiến không ít idol mắc chứng sợ đám đông nghiêm trọng. Mặc dù đã bị lên án rất nhiều lần, nhưng những hành vi như vậy vẫn còn tồn tại. Bình phẩm về cơ thể của thần tượng. Đây là trò đùa được ưa thích trên mạng xã hội Twitter, YouTube, v.v. Nhiều fan cuồng thích thú với việc bàn luận về cơ thể của người nổi tiếng. Đáng buồn hơn, phần đông trong số này lại là những fan nữ. Trên mạng xã hội không thiếu những tấm hình, video cố ý zoom sát bộ phận nhạy cảm hoặc những vùng cơ thể của những người nổi tiếng. Cùng với đó là những lời nhận xét, chê bai, giễu cợt đầy thô lỗ của chính fan ruột dành cho idol. Đặc biệt nghiêm trọng ở chỗ vì những sự việc này thường xảy ra trên mạng xã hội, nên không ít idol K-pop có thể đọc được những lời nói mang tính quấy rối tình dục về cơ thể của mình, ảnh hưởng xấu đến tâm lý của họ. Phát tán những sản phẩm đồi trụy về idol. Thêm một hành động khá nguy hiểm ảnh hưởng đến nhân phẩm của thần tượng mới xuất hiện gần đây. Nhiều cư dân mạng chưa có nhận thức đầy đủ về tầm nguy hiểm của những sản phẩm đồi trụy, vô tư phát tán chúng trên mạng xã hội. Chắc hẳn fan K-pop vẫn chưa quên được vụ việc cô nàng Seohyun của AOA bị tung ảnh khỏa thân lên mạng. Bức ảnh đã được Photoshop mang lại cảm giác giống y hệt như người thật, và những người phát tán nó phải đối mặt với pháp luật. Rồi hàng trăm video deepfake lồng ghép gương mặt của người nổi tiếng vào các clip sex đang thu về hàng chục triệu lượt xem trên các trang web phim nóng. Đáng buồn là hiện nay vẫn còn chưa có biện pháp nào có thể ngăn chặn được loạt video deepfake này. Cứ một trang web sập thì có một trang khác mọc lên, đăng tải lại toàn bộ những video đã mất. Mỗi ngày trôi qua, các idol K-pop cũng phải đối mặt với rất nhiều áp lực, thậm chí là những căn bệnh về tâm lý kéo dài suốt nhiều năm. Chính vì vậy, mỗi fan hãy cố gắng ý thức, giữ gìn, thành một người hâm mộ văn minh, đạo đức, vừa không làm xấu mặt bộ phận fan K-pop, vừa giảm bớt gánh nặng tâm lý cho những người mà mình yêu thương. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của Knews 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã luôn chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều mà các bạn để lại bên dưới phần bình luận để cho mình biết nhé. Và nhớ đừng quên nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để luôn luôn được cập nhật những tin tức mới nhất đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.